Xin chào tất cả mọi người. Thì mình là Phúc Cám Vlog. Mấy hôm nay mình rất là bận nên là mình không có thời gian làm ra các video để có thể up lên trên kênh của mình. Hôm nay mình có thể làm video để tâm sự cùng với mọi người. Kênh của Phúc cũng đã hoạt động được vài tháng rồi. Hiện tại đang được hơn 2,3 nghìn subscribe và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ và giúp đỡ Phúc nhiều hơn nữa để kênh của Phúc có thể ra được nhiều các sản phẩm, nhiều các cái clip hay để phục vụ được mọi người. Và các chủ đề mà Phúc up lên thì thường nó là về ngành nghề của Phúc làm, đó là ngành nghề cám chăn nuôi, nên là khả năng là cũng sẽ khó có nhiều người các bạn có thể đam mê. Vì vậy thì những bạn nào mà đam mê cùng một cái ngành của mình, đó là ngành về thuốc thú y này, cám chăn nuôi này, các lĩnh vực như là về người nông dân chăn nuôi gà lợn cá và nói chung là các vấn đề về nông thôn, thì xin mọi người hãy ủng hộ Phúc, subscribe cho Phúc và like để cho Phúc có thể ra được nhiều video thực tự nhất và thành công nhất. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ Phúc thời gian qua. Chúc tất cả mọi người một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và tạm biệt.